nhọc nhằn trước Fulham, tân binh cứu MU khỏi thất bại trận mở màn. Trong trận đấu ra quân Premier League mùa giải mới, Manchester United ra sân với đội hình không có tiền đạo, cũng giống như trận tranh siêu cúp Anh. Bruno được bố trí chơi cao nhất, hỗ trợ phía sau anh là Mason Mount. Nhưng hàng công của Quỷ Đỏ lại chơi vô cùng kém hiệu quả và huấn luyện viên Ten Hag đã phải đưa ra quyết định thay đổi người, tung tân binh Jorginho và sao trẻ Garnacho vào sân. Phút thứ 87, Bruno Fernandes nỗ lực cài người để mở ra một cuộc tấn công cho Manchester United. Bóng lần lượt qua chân Joshua Jorginho, Casemiro trước khi được chính Jorginho đưa vào lưới với pha dứt điểm một chạm hiểm hóc từ cự ly gần. Bàn thắng từ pha chạm bóng đầu tiên trong vùng cấm của Jorginho đã giúp MU giành 3 điểm trong trận ra quân tại Ngoại hạng Anh, đồng thời trả món nợ với Fulham là thất bại 1-2 ở mùa giải trước. Sau pha làm bàn của Jorginho, Quỷ Đỏ đã có cơ hội rất ngon ăn để nhận đôi cách biệt ở phút bù giờ khi Rashford băng xuống đối mặt thủ môn nhưng không dứt điểm mà chuyền cho Garnacho. Đáng tiếc rằng trước khung thành bỏ trống, sao trẻ sinh năm 2004 lại sút ra ngoài. Bóng đá châu Âu chứng kiến kỷ lục, trận đấu chỉ có thể hạ màn sau 34 lượt sút. Thủ môn 40 tuổi cản phá 5 quả penalty. Vòng sơ loại thứ 3 Europa League 2024-25 diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Một trong những trận cầu hấp dẫn gây chấn động bóng đá châu Âu là cuộc đối đầu giữa Ajax và Panathinaikos của Hy Lạp. Ajax thắng Panathinaikos 13-12 trong loạt sút luân lưu với tổng cộng 34 cú sút để đi tiếp ở vòng loại Europa League, qua đó lập kỷ lục trong các giải của UEFA. Loạt sút luân lưu trên sân của Johan Cruyff Amsterdam tối ngày 15 tháng 8 kéo dài tới 25 phút, trong đó Ajax và Panathinaikos đã thực hiện mỗi đội 17 lượt. Bên phía Panathinaikos, Daniel Mancini đá hỏng ngay lượt đầu tiên. Brian Brobby thậm chí hỏng ăn ở lượt thứ 5 và 16, khiến đội nhà hai lần cụt chiến thắng. Trong khi đó, thủ thành 40 tuổi người Hà Lan, Zemko Pavia sắm vai người hùng khi cản phá 5 quả luân lưu và thực hiện thành công cú đá của anh ở lượt thứ 11, giúp cho Ajax thắng nghẹt thở với tỷ số 13-12. Theo thống kê, đây là trận đấu có loạt sút luân lưu dài nhất trong các giải đấu do UEFA tổ chức với 34 quả. Kỷ lục trước đó thuộc về U21 Hà Lan và U21 Anh trong khuôn khổ bán kết U21 châu Âu 2007 với 32 quả. Nếu tính riêng tại các giải cúp dành cho câu lạc bộ, trận đấu này vượt xa kỷ lục cũ của trận đấu giữa Villarreal và MU tại chung kết Europa League 2021 với 22 quả. Đương kim vô địch Indonesia thua sốc Thái Lan trong trận mở màn. Đội tuyển bóng chuyền Nam Thái Lan đã tạo nên cú sốc đầu tiên tại trận 1 CV League 2024 với chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước nhà đương kim vô địch Indonesia. Đây là một ngày thi đấu tuyệt vời của các tay chắn Thái Lan khi họ phong tỏa được sức mạnh của hàng công bên phía đối thủ. Đội trưởng Kisada Nisawai với chiều cao 2m02 dễ dàng làm chủ khu vực lên lưới với những tình huống chắn bóng chuẩn xác. Các mũi công của Thái Lan cũng thi đấu tròn vai để hoàn tất chiến thắng sau 3 set đấu cho đội tuyển xứ chùa vàng trong ngày ra quân. Phải nói, đội bóng xứ vạn đảo thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất là đối chuyển Rivan Nomoki. Rivan là ngôi sao bóng chuyền hàng đầu của Indonesia và được rất nhiều người hâm mộ yêu quý. Tuy nhiên, anh đã bị Liên đoàn bóng chuyền Indonesia ra lệnh cấm gần đây nên không thể góp sức cho đội tuyển quốc gia ở CV League 2024. Bóng chuyền Philippines lột xác, Việt Nam nhận thất bại tại CV League 2024. Tại trận đấu thứ 2 của CV League 2024 diễn ra sau đó, chủ nhà Philippines đã trình làng một diện mạo hoàn toàn khác so với SEA Games 32 nơi họ hoàn toàn trắng tay với 3 trận toàn thua. Tháng 6 năm 2023, Liên đoàn bóng chuyền Philippines đã mời chuyên gia người Ý Angiolino Frigoni về dẫn dắt đội tuyển Nam nước này với kỳ vọng tăng cường sức mạnh cho họ. Và đội tuyển Philippines đã lột xác để dễ dàng giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Việt Nam. Ở hai lần chạm trán giữa Việt Nam và Philippines trước đó, thay cho huấn luyện viên Trần Đình Tiền thắng chật vật đối thủ với tỷ số 3-2, lần này đội tuyển Việt Nam cũng không có lực lượng mạnh nhất khi vắng tay chuyền hai số 1 Đinh Văn Duy bị chấn thương. Đoàn thể thao đặc biệt của Việt Nam nhiều cơ hội giành huy chương tại Pháp. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ lên đường tới Pháp tham dự Paralympic 2024. Vào ngày 23 tháng 8, với đoàn gồm 2 cán bộ, 1 bác sĩ, 3 huấn luyện viên với 7 tuyển thủ. Các vận động viên đặc biệt của thể thao Việt Nam đến Pháp tranh tài bao gồm Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Lan ở bộ môn cử tạ, Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt ở bộ môn bơi và cuối cùng là Phạm Nguyễn Khánh Minh ở bộ môn điền kinh. Các 7 tuyển thủ này đều thuộc thể thao người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của đoàn Việt Nam là giành 1-2 huy chương, trong đó môn cử tạ người khuyết tật là kỳ vọng lớn nhất. Một năm trước tại Paralympic Tokyo, Nhật Bản, lực sĩ Lê Văn Công đã giành 1 huy chương bạc tại bộ
lực sĩ Lê Văn Công đã giành huy chương bạc tại hạng 49kg nam. Đây cũng là tấm huy chương duy nhất của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam năm đó. Phải nói thêm, anh từng giành huy chương vàng cho đoàn thể thao ở Paralympic 2016. Cũng là huy chương vàng duy nhất ở đấu trường này của chúng ta cho đến thời điểm hiện tại. Năm nay, Lê Văn Công đã tự đặt mục tiêu giành huy chương tại Paralympic. Ngoài ra, thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng đánh giá cao cơ hội của lực sĩ Nguyễn Bình An. Paralympic Paris 2024 sẽ tổ chức từ ngày 28 tháng 8 tới ngày 8 tháng 9. Dự kiến đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân vào ngày 18 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn kêu gọi xã hội hóa. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mức thưởng nóng là 300 triệu đồng cho một huy chương vàng, 200 triệu đồng cho một huy chương bạc và 100 triệu đồng cho huy chương đồng, thưởng cho các vận động viên có thành tích tại Pháp lần này. U16 Việt Nam thua đậm ngày huấn luyện viên Brazil ra mắt. U16 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U16 Trung Quốc 0-4 trong trận giao quân tại giải giao hữu Tứ Hùng diễn ra ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Có thể nói U16 Trung Quốc là đối thủ dễ thở nhất với U16 Việt Nam ở Peace Cup 2024, bởi hai đối thủ còn lại là Uzbekistan và Nhật Bản đều có trình độ vượt trội. Tuy thầy trò huấn luyện viên Cristiano đã có những nỗ lực nhất định nhưng vẫn dưới câu hoàn toàn so với đội chủ nhà và phải chấp nhận trắng tay với trận thua cách biệt 4 bàn thắng. Kết quả này phản ánh chính xác cục diện của trận đấu khi hệ thống phòng ngự của U16 Việt Nam vẫn còn bộc lộ quá nhiều lỗ hổng. Ở lượt trận kế tiếp, U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Uzbekistan vào ngày 18 tháng 8. Nam Định vào bảng đấu dễ thở tại C2 châu Á. Tại AFC Champions League 2, hay còn được gọi là Cúp C2 châu Á, lá thăm đã đưa thép xanh Nam Định vào bảng G cùng Bangkok United đến từ Thái Lan, Lee Men đến từ Hồng Kông Trung Quốc và Tampai Rover đến từ Singapore. Trong ba đối thủ này, Bangkok United được đánh giá cao khi sở hữu một số tuyển thủ Thái Lan như Thitipan, Pomphan, Thong Song. Dù vậy, với thực lượng hùng hậu và chất lượng, thép xanh Nam Định hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi đầu bảng. AFC Champions League 2 có tổng cộng 32 câu lạc bộ được AFC chia làm hai khu vực Tây Á và Đông Á, mỗi khu vực có 16 đội tham dự. Tại khu vực Đông Á, đại diện V-League là đương kim vô địch thép xanh Nam Định. Trong 16 câu lạc bộ ở Đông Á, thép xanh Nam Định nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng các đội Port FC của Thái Lan, Sydney FC của Australia và Selangor của Malaysia. Nhóm 1 gồm các đội Sanfrex Hiroshima của Nhật Bản, Jeonbuk của Hàn Quốc, Zhejiang của Trung Quốc cùng Bangkok United của Thái Lan. Vòng bảng AFC Champions League 2 bắt đầu từ tháng 9 tới. Các đội thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về và chọn ra hai đội Nhật Bản vào vòng trong. Thanh Hóa trả nợ, thầy trò Bốc Bốc quay lại chuẩn bị cho Sopi Cup. Sau khi truyền thông rầm rộ việc Thanh Hóa gặp vấn đề tài chính, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến đội bóng làm việc và cùng tìm ra phương án giải quyết. Được biết, các cầu thủ Thanh Hóa đã được giải quyết ổn thỏa chuyện bị nợ lương và phí lót tay. Ông Cao Hoàng Đức, giám đốc điều hành của Thanh Hóa cho biết, chúng tôi đã chi trả tiền lương tháng 5, tháng 6 cho các cầu thủ, còn lương tháng 7 thì đúng như trong điều khoản hợp đồng, tức trước ngày 25 tháng 8 sẽ được chi trả. Bên cạnh đó, đội Thanh Hóa cũng đã giải ngân khoản tiền lót tay cho một số cầu thủ. Chúng tôi đã cố gắng giải quyết triệt để vấn đề lương, thưởng, tiền lót tay trong thời gian sớm nhất trước khi câu lạc bộ bước vào mùa giải mới. Hiện nay các cầu thủ Thanh Hóa đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Trước mắt, đội bóng xứ Thanh sẽ bước vào giải AFF Sopi Cup năm 2024 với trận mở màn vòng bảng gặp câu lạc bộ San United vào ngày 21 tháng 8 tới đây. Đây cũng được xem là trận mở màn mùa giải mới với Thanh Hóa. Sau khi chuyện nợ lương thường được giải quyết ổn thỏa thì đội bóng này cởi được nút thắt tư tưởng, tâm lý đè nặng trước đó. Các học trò của huấn luyện viên Popov đang hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Myanmar. Đây không phải nhiệm vụ quá khó khăn với Thanh Hóa bởi San United không phải là một đội bóng quá mạnh.